Giá thuê bất động sản thì đang giảm, nhưng mà giá bán thì lại không giảm hoặc tăng. Theo anh chị, tại sao lại có nghịch lý này? Trong video này, Dương sẽ cùng với chị và các bạn trao đổi về chủ đề này. Và trước khi tiếp tục video thì anh chị và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký chọn hình quả chuông để kênh Nhà đẹp Đăng Dương sớm đạt được mục tiêu tiếp theo, đó là 20.000 lượt anh chị đăng ký. Hiện tại thì đã có 11.000 lượt anh chị đăng ký rồi. Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ kênh Nhà đẹp Đăng Dương. Và quay trở lại chủ đề của video hôm nay, Dương sẽ cùng với anh chị và các bạn trao đổi về cái vấn đề là tại sao giá thuê bất động sản thì đang giảm, tại sao kinh tế thì đang có phần khó khăn mà giá bán của bất động sản thì đa phần là không giảm hoặc là một số vị trí còn tăng. Nhất là những anh chị đang có nhu cầu mua để tiêu dùng, anh chị luôn hỏi Dương rằng tại sao anh chị thấy dịch hai lần như thế mà tại sao giá bán nhà bán đất chả giảm cái gì cả. Anh chị thực sự là cảm thấy khó khăn khi mà đi tìm mua một căn nhà, hoặc là một số nhà đầu tư mới vào thị trường cũng thế, giật mình rằng tại sao kinh tế em tưởng là khó khăn thì phải là giá bất động sản phải giảm, bây giờ cái nhu cầu thuê không có, cái mặt bằng cho thuê thì rất nhiều, tại sao giá bán lại không giảm. Đó, thì trong video này Dương sẽ cùng với anh chị và các bạn chúng ta sẽ trao đổi với nhau xem có những cái lý do gì khiến cho cái nghịch lý này nó lại xảy ra, và có thực đây là một nghịch lý hay không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói đến cái câu chuyện là tại sao giá thuê bất động sản lại giảm. Thì chắc chắn là chúng ta, khi mà chúng ta không làm trong cái lĩnh vực bất động sản thì chúng ta cũng hình dung được. Đó bởi vì là do ảnh hưởng của dịch và cái nhu cầu về tập trung đông người là không là rất là hạn chế. Do đó thì cái vấn đề kinh doanh trên những cái mặt bằng từ dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí nó bị giảm rất là nhiều. Và khi mà cái tình hình kinh doanh bị giảm sút thì cái người mà đi thuê ấy, người ta không có đủ khả năng để người ta vận hành nữa và người ta phải dừng. Và khi mà người ta dừng thì cái mặt bằng lại được trả lại. Đó, và cái nguồn cung cái sản phẩm mặt bằng cho thuê nó nhiều. Đấy là về vấn đề kinh doanh mặt bằng cho thuê. Còn những cái vấn đề về thuê theo cái dạng là ở ấy, thì ở thì có thể là một là những cái người nước ngoài họ tới Việt Nam họ làm việc sinh sống, những người chuyên viên, những người công nhân. Hai là những cái đối tượng chính là người ở tại Việt Nam và thuê tại những cái khu vực trung tâm để mà làm việc. Đó, thì khi mà dịch xảy ra ấy, thì những cái có cái sự ngăn cách về vị trí địa lý và nhiều người nước ngoài họ không thể tiếp tục quay trở lại Việt Nam làm việc. Đó, đặc biệt là hai cái thị trường đấy là Hàn Quốc và Nhật Bản. Đấy, đấy là hai cái thị trường mà ở nơi khác thì Dương không biết, nhưng mà ở Hải Phòng thì đấy là những cái đối tượng chính, gọi là những cái đối tượng người nước ngoài chính tiêu thụ cái số lượng bất động sản cho thuê cao cấp. Thì chính vì cái lý do vậy mà cái lượng cung ra, lượng sản phẩm đưa ra thị trường nó cũng nhiều hơn. Vì là người thuê thì không có, nhưng mà nhà thuê thì rất nhiều. Do đó cái vấn đề giảm giá đó là đương nhiên. Và với những cái mô hình căn hộ ấy, loại hình căn hộ thì hiện giờ cái giá phòng đang giảm từ 20-25% so với thời điểm là chưa có dịch xảy ra. Đó, rõ ràng là giá thuê thì đang giảm, nhưng câu chuyện đó là giá bán thì lại không giảm. Tại sao lại như thế? Thế thì Dương sẽ thử đưa ra một vài cái ý này. Ý này thì vừa là Dương tự tổng hợp sau cái quá trình làm việc, tiếp xúc với khách hàng, tiếp xúc với người mua, người bán, và thậm chí là cũng có tham khảo ở trên báo chí, báo đài, truyền hình để mà chia sẻ lại với anh chị và các bạn. Và nếu như anh chị và các bạn có những cái góc nhìn nào nó mới hơn, nó đa dạng hơn, nó cao cấp hơn mà muốn chia sẻ với Dương cũng như những người khác thì hãy comment xuống bên dưới. Thì có lẽ cái vấn đề đầu tiên đó chính là cái câu chuyện vẫn là nguồn cung và cầu mà thôi. Thì cái nguồn cung ra thị trường bây giờ thứ nhất là về vấn đề dự án mới là rất ít, vì là cái quá trình cái thủ tục về cấp phép cho những cái dự án mới của nhà nước ấy thì bây giờ nó cũng có nhiều cái khó khăn hơn đối với các chủ đầu tư, do đó thì rất ít dự án mới được cấp phép. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với những cái chủ đầu tư ấy, hiện giờ người ta gần như cũng đang nghe ngóng thị trường. Đây là một cái thời điểm nhạy cảm, đưa hàng ra thị trường có thể thắng hoặc có thể là thua. Do đó thì người ta cũng đang khá là cân nhắc. Trừ những cái dự án nào đã triển khai trước dịch rồi thì bây giờ vẫn phải tiếp tục. Nhưng mà trừ từ khi bắt đầu dịch thì gần như rất là ít những cái dự án mới được tung ra thị trường, bởi vì nó cũng khá là mạo hiểm so với thị trường bây giờ. Thì đấy là về cái nguồn cung về dự án. Còn với cái thị trường thổ cư chẳng hạn như là nhà riêng rồi nhà mặt phố, nhà mặt đường cũng thế. Rõ ràng là cái giá thuê kinh doanh tại những mặt đường, mặt phố thì giảm, nhưng mà giá bán thì không có giảm. Bởi vì
rất là nhiều người, người ta không phải là người ta sống chính vào cái thu nhập từ những cái cho thuê mặt bằng đấy. Do đó là khi mà cái cho thuê mặt bằng đấy nó có giảm thì người ta cũng không bị, chưa bị ảnh hưởng quá nặng nề, và họ cũng chưa cần phải bán đi cái bất động sản đó. Thậm chí có một số anh chị còn đang tìm mua thêm những cái nhà mặt phố mặt đường để mà tranh thủ mà tăng thêm cái tài sản bất động sản của mình, vì là cho rằng là thời điểm hiện giờ có thể sẽ có những người bán rẻ ra thị trường. Thực tế là cũng có những người bán giá mềm, giá hợp lý, giá phải chăng, nhưng đấy chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nó không phải là số đông, nó không phải là ào ạt đó. Đấy là đối với nhà riêng. Thì rõ ràng là cái nguồn cung ra thị trường thì ít, nhưng cái nguồn cầu ấy thì nó lại tăng lên thôi. Anh chị có biết tại sao lại tăng lên không? Thì tăng lên bởi vì là với những cái người mà đã làm bất động sản lâu năm ấy, thì có thể người ta nhìn nhận ra được rằng đây có thể sẽ là một cái cơ hội cuối trong một cái chu kỳ chẳng hạn, để cho người ta có thể kiếm thêm những cái khoản vốn gia tăng lên. Do đó thì người ta liên tục mua ra bán vào, liên tục mua ra bán vào. Và tất nhiên khi mà mua ra bán vào nhiều thì thị trường ắt hẳn là sẽ phải sôi động. Và cái một cái đối tượng thứ hai đấy là những cái người mới. Những cái người mới, bởi vì là khi mà thị trường bất động sản càng có nhiều người mua ra bán vào thì nó càng nở rộ ra và càng khiến nhiều người quan tâm. Cũng giống như việc là nhiều anh chị khi mà xem được kênh Nhà Đẹp Đăng Dương này thì mới bắt đầu để ý đến cái thị trường bất động sản. Thị trường cũng rất là ái ngại cho những anh chị đấy, bởi vì là nếu như anh chị để ý đến thị trường bất động sản và anh chị đầu tư, chị thành công thì đấy là một điều rất là tuyệt vời, Dương xin chúc mừng anh chị. Nhưng mà nếu như anh chị mà lại đầu tư không thành công hoặc chưa thành công thì thực sự đó là không biết có phải lỗi do Dương, do anh chị vô tình xem phải được cái video của Dương hay không, thì anh chị cũng phải hết sức là cân nhắc khi mà đầu tư và hãy lựa chọn đúng sản phẩm, lựa chọn đúng người tư vấn. Đó thì đấy là những cái đối tượng mới tham gia vào thị trường. Và những cái đối tượng mới tham gia thị trường này họ thuộc đủ mọi ngành nghề khác nhau, nhưng mà đa phần trong số đó là những cái người có thể một là bị ảnh hưởng bởi dịch, hai là nhờ dịch mà họ có thêm tiền. Có thể là có những cái người mà làm kinh doanh online chẳng hạn, nhờ dịch thì có thể là cái công việc của họ nó phát triển hơn chẳng hạn, và họ có cái nguồn vốn dư giả, và lúc này họ bắt đầu họ để ý đến cái việc là đầu tư bất động sản đấy. Nhưng một cái đối tượng ở một cái chiều ngược lại, đó là do dịch mà việc kinh doanh nó bị giảm sút. Có thể là một số anh chị làm nhà hàng chẳng hạn, đúng không, việc kinh doanh bị giảm sút nhưng mà anh chị vẫn có một cái nguồn tiền quay vòng, và anh chị thấy rằng nếu mà cửa hàng đóng im, nếu mà cửa hàng không hoạt động, hoặc nếu mà cửa hàng gây thu kém thì anh chị vẫn phải vận hành một cái nguồn tiền nào đó. Và anh chị lúc đó thì anh chị cân nhắc đến một số cái kênh khác ngoài cái kênh kinh doanh của anh chị. Anh chị có thể nghiên cứu đến vàng, đến chứng khoán, rồi tất nhiên cả bất động sản nữa. Đó, nên là lại một lần nữa có thêm những cái đối tượng mới tham gia vào thị trường bất động sản, khiến cho cái việc là cái sức nóng, sức lặng nó đè lên thị trường, nó tiếp tục gia tăng. Và còn một đối tượng nữa, đối tượng này thì theo nhiều người phân tích đây là một đối tượng mà bị chịu thiệt thòi nhiều nhất trong cái việc liên quan đến bất động sản, đó là những cái người mua tiêu dùng thực, người ta mua để ở và có thể chỉ mua một lần duy nhất trong đời đó. Thì những cái người này sau khi mà đi xem rất nhiều và thấy rằng ồ sao giá bất động sản cứ tiếp tục tăng và người ta cảm thấy nóng ruột, nóng sốt. Có những người đi xem từ đầu năm đến giờ, bây giờ gần hết năm rồi, 2 tháng nữa là kết thúc năm 2020 rồi mà vẫn chưa mua được. Thì cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm sắp đến Tết rồi, đúng không? Có những người thì phải mua trong năm nay bởi vì sang năm là không được tuổi, thậm chí phải vài năm sau mới được tuổi. Thế thì nó lỡ đi một cái chu kỳ sinh hoạt, một cái chu kỳ an cư lập nghiệp của người ta. Nên người ta rất là nóng ruột, người ta cần mua cái thời điểm này. Một số khác thì lại sợ rằng nếu như không mua bây giờ, thị trường tiếp tục tăng thì người ta không còn cơ hội để sở hữu được một bất động sản nữa. Ví dụ như bây giờ là một căn nhà ở trong nội thành, ô tô ra vào được phải tầm 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ chẳng hạn. Đó, nếu như người ta sợ rằng nếu người ta không mua bây giờ thì có thể là sang năm nó lên đến 3 tỷ rưỡi, 4 tỷ thì sao? Đây là có thể thôi nhé, chứ Dương không có vẽ ra viễn cảnh đấy. Một số khác thì cũng tìm cái nhà khoảng tầm 1 tỷ cho đến 1 tỷ rưỡi chẳng hạn, và người ta lo lắng rằng sang năm thì 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi thì người ta bắt buộc phải ra ngoại thành, nên là cái sức ép nó dồn nén khiến cho người ta phải liên tục đi tìm, và vô hình chung như vậy sẽ làm
cái gọi là cái sức cái cung à cái cầu vào thị trường ấy nó lớn hơn là cái nguồn cung. Cái nguồn cung thì hạn chế và cứ vậy thôi, cái việc mua đi bán lại diễn ra và tất nhiên giá bất động sản sẽ đi ngang hoặc là tiếp tục tăng, và nó còn tăng đến khi nào thì anh chị bạn hãy cùng để lại comment xuống bên dưới. Video này thì Dương chỉ làm ngắn gọn như vậy thôi để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải thích một số cái băn khoăn thắc mắc của anh chị và các bạn về cái giá bất động sản, giá mua bán, giá cho thuê, tại sao nó lại như vậy. Và nếu như anh chị bạn thấy video này đúng sai như thế nào thì có thể comment xuống bên dưới để Dương có thể tiếp thu lắng nghe ý kiến của anh chị. Cảm ơn anh chị bạn đã theo dõi video này. Chúc anh chị và các bạn sớm chọn được cho mình những cái sản phẩm bất động sản để ở hoặc để đầu tư thật là ưng ý và thành công. Và trước khi rời khỏi video thì chị bạn đừng quên ấn nút đăng ký, chọn hình quả chuông để sớm đưa kênh Nhà Đẹp Đăng Dương đạt 20.000 lượt đăng ký nha. Bây giờ thì xin chào.